73 trên 100 người băn khoăn rằng bây giờ đang như nào rồi? Ăn sạch các vị mới tinh mì tôm thanh long, ly vị bò cay, dưa chua heo sữa quay, ngư sò hến tôm cua mực chua cay. Tên dài nhỉ. Xác nhận là bé thanh long vẫn ổn, vẫn sống tốt nhé. Sợi mì dai, cà ti vẫn làm tốt cái này. Nước súp thơm đặc trưng cái mùi xuyên tiêu, ngũ vị hương, đậm đà, cay nồng. Nếu mà vị bò rõ hơn một tí nữa thì sẽ ok hơn. Ui, thành phần của cả cua nghêu sò hến tôm mực cập luôn. Có uy tín quá không? Mè nha, mè, rõ mùi rau gia vị kiểu rau ngổ, ớt, xả, chua cay rõ ràng. Này, lần đầu tiên thấy trong mì tôm có heo sữa quay. Thật là vãi chưởng. Ăn cũng vui vui. Vị dưa chua rõ nha, chua mát, thanh cạch. Vị bò cay này ngon này, mà vị dưa chua cũng ngon, mà vị tôm cua mực chua cay cũng ngon. Đều ổn, còn vị nào mới mà tôi chưa thử không nhỉ? Chưa sạch.